đấy thì cháu đang học bài thì có một em ở dưới suối lên, em đấy bảo là có sơ cứu, có một bạn bị đuối nước ở dưới đấy. Thì lúc đấy cũng không nghĩ được cái gì nhiều, phi thẳng xuống dưới suối luôn. Thì lúc đấy cháu chạy xuống thì cháu phải lặn xuống tìm bạn đấy. Thấy bạn đấy đang nằm ở dưới đấy mặt tím tái rồi. Lúc lên bờ thì kéo lên người nhẹ ấy. Bây giờ cháu có bảo các bạn kéo vào bờ xong hô hấp nhân tạo cho bạn đấy một lúc. Cháu học bơi từ bố với cả các chú trong làng rồi đi thi hội khỏe phù động thì cũng được huy chương vàng. Rồi cháu đi học thì được các cô giáo ở trường dạy cho cách sơ cứu với cả hô hấp cho người bị đuối nước. Trước đó thì cũng ở cái chỗ suối đấy thì chồng tôi cũng cứu được một cháu bé là xuống tắm thì cũng có nguy cơ là đuối nước. Vừa rồi con tôi thì cũng làm được một việc như thế thì cũng được gọi là đáng trân trọng, nhưng mà ai mà nghe được cái tin đấy thì cũng sẽ thể hiện là như vậy thôi chứ không phải riêng con trai tôi. Ở gia đình ấy thì gia đình tôi cũng luôn trao đổi với cháu và ngoài cái sự học hành ra ấy, thì con cũng phải biết thương người. Và khi gặp cái hoạn nạn như thế thì cháu cũng ý thức được và cháu cũng đã có một cái hành động được gọi là gia đình cũng gọi là tự hào về cháu. Không may hôm đấy cháu đi chơi đi thì trượt chân ngã xuống. May là có cháu Thuận kịp thời cứu giúp chứ không biết là hậu quả sẽ như thế nào, tôi cũng chưa dám nghĩ đến. Tôi xin thay mặt gia đình rất cảm ơn cháu Thuận nhiều.